Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay trước khi mình vào làm một cái đề tài rất là dài, nhưng trước khi làm đề tài đó thì mình cũng nói sơ lược qua trong cái bối cảnh hiện nay thì như nhiều YouTuber cũng như các nhà nghiên cứu hoặc là những người yêu nước và đặc biệt là phản kháng về vấn đề xây dựng bá đạo một vùng mất kiểm soát, đó là cái vùng núi Cuối ở Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thì cái vùng này thuộc quốc lộ 20, thì như các YouTuber hoặc là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang cũng đã nói, và hôm nay có một bài viết của Minh Thành đã phân tích rõ ràng lý do tại sao mà Thiên Chúa Giáo họ bành trướng lập nên một cơ sở lớn lao để tập trung, vì họ đánh lạc hướng, mua chuộc tất cả chính quyền cũng như các cấp lãnh đạo. Trong khi đó thì một ngôi chùa xây lên thì cần xác minh đi xác minh lại rất nhiều lần, và rất khó khăn trong việc tạo dựng một ngôi chùa, mặc dù ngôi chùa tương đối nhỏ, nhưng chính quyền cũng rất khó khăn, đòi đập dỡ lên đập dỡ xuống, rồi nói chung rất khó khăn. Nhưng xây một ngôi nhà thờ hoặc là xây hàng loạt nhà thờ chiếm hàng ngàn hecta thì họ sẵn sàng, họ ký và họ làm. Cho nên từ đó mình đã thấy họ sau mũi chính quyền rất là quy mô. Đây mình sẽ dẫn chứng cụ thể trên cái bài viết của Minh Thành. Đây, những hình ảnh đây: chúng con xin dâng nước Việt Nam cho mẹ. Ai cho phép các người dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ? Dâng cho Vatican thì đúng hơn. Mẹ Maria là huyền thoại và là một người không có thật, được suy tôn bởi một con người, một con gái điếm hoặc là một con người không đứng đắn. Thời đó bị hãm hiếp và có thai để ra Giê-xu, cho nên sợ mang cái tội bị ném đá, cho nên phong lên làm mẹ để khỏi mang cái tội đó. Thì hiểm họa núi Cuối có Trần Văn Đức ở Mỹ cũng đã nói một bài, và công dân Vatican mở mang Đức Chúa ở núi Cuối của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang ngày 25 tháng 7 năm 2020. Và một đề tài nữa: ngã ngào quanh núi Cuối, Hồ Trị An và quốc lộ 20 Trần Ly. Các bạn nếu có điều kiện rảnh thì các bạn nên xem và nghe, nó có tầm chính xác hơn. Hôm nay mình muốn tô điểm thêm một phần nữa là của bài của Minh Thành, cư sĩ Minh Thành, cũng là một người nghiên cứu và có tiếng nói góp phần trên sách hiếm được dẫn chứng. Sau đây mình xin phép được chia sẻ. Chắc ông Ngô Đình Diệm cũng không ngờ tư duy công giáo hóa quốc lộ 20 của ông đã phát triển đến mức như vậy. Khi áp lực của công giáo trên quốc lộ 20 không tính bằng đơn vị nhà thờ mà chuyển sang đơn vị quảng trường. Đây là bài viết đi vào triển khai chi tiết khi vào triển khai những nội dung được nêu ra trong bài đã đăng có nhan đề Cato La Mã xây dựng điểm tập trung hàng trăm ngàn người sát quốc lộ 20 mà vẫn ganh tị Phật giáo. Tuy nhiên, có điểm khác biệt là nếu ở bài viết trước vấn đề được nhìn từ góc độ quan hệ giữa Phật giáo với đạo Cato La Mã, xuất phát từ ý kiến về Phật giáo của một linh mục, thì ở bài viết này góc nhìn được mở rộng hơn.
từ điển hình, điểm nhìn xã hội, lịch sử để tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn, đa chiều hơn, chi tiết hơn. Trong bài này, vấn đề được tìm hiểu là thiết kế tôn giáo chính trị của Ngô Đình Diệm liên quan đến đề tài đang được bàn luận là trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Nếu Đức Mẹ Núi Cuối chỉ là một đài Đức Mẹ bình thường như nhiều ngàn đài Đức Mẹ khác thì đó là chuyện của tôn giáo người ta, không có gì để nói. Nhưng đây là một quảng trường tập trung vài trăm ngàn người ngay sát quốc lộ 20. Quốc lộ đã từng bị cắt ở những điểm đã là xóm đạo được bố trí dọc quốc lộ theo thiết kế của Ngô Đình Diệm. Vì vậy nên là mối quan tâm chung của mọi người, trong đó có tôi. Vậy thiết kế dân cư xóm đạo dọc quốc lộ nối trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối là việc tiếp nối mở rộng thiết kế của Ngô Đình Diệm, và từ đó nó sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với xã hội? Vấn đề từ lịch sử. Để hiểu điều có thể gọi là thiết kế của Ngô Đình Diệm, chúng ta tìm về những sự kiện lịch sử ở miền Nam năm 1954. Sau khi gần 1 triệu giáo dân di cư vào Nam theo Hiệp định Geneva, thì vấn đề lớn được đặt ra là tái định cư họ ở đâu tại miền Nam. Phương án của các giám mục miền Bắc di cư vốn là thủ lĩnh lực lượng vũ trang đạo Cao Tô La Mã ở đồng bằng Bắc Bộ, là bố trí giáo dân Cao Tô La Mã thành một khu vực tập trung rộng lớn riêng biệt như Bùi Chu, Phát Diệm ở miền Bắc trước đây. Khôi phục lực lượng vũ trang Công giáo có thể ở mức độ quy mô hơn vượt trội so với quân đội Cao Đại và Hòa Hảo, tạo nên một cứ điểm chống cộng lớn ở miền Nam. Vì đa số giáo dân Cao Tô La Mã có tinh thần đối kháng rất cao với lực lượng cộng sản, mà đối với họ là vô thần. Vào Nam vì không chấp nhận sống dưới chế độ mới, nên ở phương án nào, dù là phương án của giám mục Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi hay phương án Ngô Đình Diệm, đều tập trung khai thác yếu tố chống cộng ở người Cao Tô La Mã miền Bắc di cư. Phương án của giám mục Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi đương nhiên đưa tới việc bảo toàn quyền lực của các giám mục di cư. Những giám mục vừa mất đất, vừa mất giáo dân tập trung, vừa mất quân lính, theo nghĩa đen của từ này, với phương án của họ có thể khôi phục quyền bính, sức mạnh cục bộ, khôi phục lãnh địa. Đặt ở đâu thì các giám mục chưa bàn tới, nhưng với hàng triệu người Cao Tô La Mã di cư thì lãnh địa đó có thể trải dài trên quy mô tỉnh hay nhiều tỉnh. Phương án này là một khả năng khi lúc đó quân đội đạo Cao Đài kiểm soát lãnh địa là tỉnh Tây Ninh, còn quân đội Hòa Hảo kiểm soát nhiều tỉnh phía Tây, vùng Tây Nam Bộ. Dĩ nhiên Ngô Đình Diệm không chấp nhận phương án trên vì nó là phương án cắt cứ, trong khi Diệm lại theo đuổi mục tiêu tập quyền, ra sức đánh dẹp, giải thể quân đội Cao Đài và quân đội Hòa Hảo, gom trọn quyền lực trong tay Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Nếu thêm một quân đội tôn giáo nữa thì dù là quân đội Công giáo thì Diệm cũng bị phân tán quyền lực. Song song với chính quyền Diệm sẽ có chính quyền của các giám mục như tình trạng trước đây ở Đồng Bắc Bộ. Ngô Đình Diệm bác phương án của các giám mục miền Bắc di cư, trong khi ông ta vẫn muốn nắm lấy giáo dân Cao Tô La Mã di cư, khai thác tính chất chống cộng của tập đoàn này, sử dụng Cao Tô La Mã miền Bắc di cư làm yếu tố cốt lõi để xây dựng Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu chống cộng sản. Ngô Đình Diệm không cho tái thành lập lực lượng vũ trang Cao Tô La Mã, không bố trí giáo dân tập trung mà phân tán ra. Tuy nhiên, giáo dân được bố trí định cư theo yếu tố tôn giáo Cao Tô La Mã, theo đơn vị giáo hạt, giáo xứ và nhắm vào các địa điểm hiểm yếu dọc theo các quốc lộ, sát các căn cứ quân sự, phi trường, vùng cửa ngõ đô thị không có lực lượng vũ trang Cao Tô La Mã. Nhưng giáo dân nam giới giữ vai trò quan trọng trong chính quyền địa phương, cảnh sát địa phương, quân đội địa phương là chỗ dựa của chế độ Ngô Đình Diệm trong hoạt động chống cộng, bình định lãnh thổ.
Chỉ cần vài năm là giáo dân Cato La Mã có thể ổn định nơi cư trú, giành lấy vai trò trọng yếu trong chính quyền, cảnh sát, quân đội, đưa đạo Cato La Mã trở thành một nhân tố quan trọng trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Xét về khía cạnh có lợi cho đạo Cato La Mã thì thiết kế của ngôi đình Diệm đem lại lợi ích cho đạo Cato La Mã hơn so với phương án của giám mục Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi. Nếu theo phương án của các giám mục di cư, số người Cato La Mã miền Bắc di cư sẽ cục bộ hơn, cách ly hơn, tách biệt hơn với người dân miền Nam, khó can dự hơn vào chính quyền và khó khăn để sử dụng chính quyền nhằm mục tiêu ảnh hưởng xã hội, cải đạo người dân miền Nam, co cụm thành một pháo đài giáo dân Cato La Mã trong quân đội. Nếu được tái lập của giám mục Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi có khả năng rơi vào mâu thuẫn với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Một tình trạng như đã xảy ra ít nhiều với quân đội viễn chinh Pháp ở miền Bắc rất bất lợi cho chế độ Diệm. Thiết kế tôn giáo chính trị như thế, ngôi đình Diệm đã được tiếp dẫn đến việc chính quyền Diệm mang yếu tố Cato La Mã ngày càng đậm, mâu thuẫn ngày càng cao với đa số người dân miền Nam theo Phật giáo, dẫn đến pháp nạn lịch sử năm 1963. Thiết kế ngôi đình Diệm đã tất yếu làm phát sinh mâu thuẫn giữa gia đình họ Ngô và các giám mục chóp bu của cộng đồng Cato La Mã miền Bắc di cư. Giám mục Lê Hữu Từ, người đã một thời cưu mang anh em Diệm Nhu, đã rất giận gia đình Ngô Đình Diệm, kể cả giám mục Ngô Đình Thục, anh ruột Ngô Đình Diệm, nghe nói đến mức tránh không nhìn mặt nhau. Báo chí và dư luận bấy giờ gọi là phía Diệm Nhu Thục là Thiên Chúa Mỹ hay Công giáo thân Mỹ. Mâu thuẫn với các đức cha Từ, Chi, Thiên Chúa Pháp hay Công giáo thân Pháp. Sự phân chia đó lan xuống đến cấp linh mục tu sĩ đạo Cato La Mã. Đối với quốc lộ 20, thiết kế của Diệm là bằng các khu dân cư giáo dân đạo Cato La Mã bố trí rải theo dọc quốc lộ. Diệm sử dụng số giáo dân này để bảo vệ tổ quốc lộ huyết mạch Sài Gòn Đà Lạt. Nhìn từ một khía cạnh khác, đây chính là việc giao quốc lộ 20 cho người Cato La Mã kiểm soát. Bằng các tiền đồn tâm linh chống cộng là các nhà thờ liên tục kéo dài từ Dầu Dây đến Di Linh, trong đó nổi trội là khu Gia Kiệm, trọng yếu đối với vùng nói thông với chiến khu D. Kết quả thiết kế này của ngôi đình Diệm ra sao, chúng ta có thể tìm hiểu từ thực tế đến lịch sử. Những giáo xứ được bố trí dọc quốc lộ 20 đã là những ấp chiến lược kiên cố tuyệt đối. Thiết kế ngôi đình Diệm xét cho cùng chỉ sửa đổi thiết kế của giám mục Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi ở chỗ thay cho một lãnh địa Cato La Mã tập trung và có quân đội, thì nay được thay bằng vẫn những lãnh địa Cato La Mã nhưng phân tán và người Cato La Mã ở những lãnh địa tôn giáo đó được vũ trang chống cộng trong hàng ngũ địa phương. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng nhân dân tự vệ, trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cuối là nối tiếp và mở rộng thiết kế của ngôi đình Diệm. Nhìn từ lợi ích của đạo Cato La Mã, họ thực tế đã được giao quốc lộ 20 đậm màu sắc Cato La Mã. Có đoạn vài trăm mét lại có một nhà thờ giáo xứ san sát giáo xứ. Đó là một lãnh địa Cato La Mã mà trước năm 1975 các quý cha, đức cha đi lại giữa các giáo xứ trên xe dép, treo cờ vàng trắng, có quân cảnh hụ còi mở đường. Nhìn từ lợi ích của Việt Nam Cộng Hòa thì quốc lộ 20 đã được bảo vệ tốt. Ngày nay trên quốc lộ 20 có một tượng đài chiến công lớn, nhưng đó là một trận đánh trong chiến tranh chống Pháp xảy ra trước năm 1954. Ngô Đình Diệm đã tính một nước cờ cao khi công giáo hóa quốc lộ 20. Sau năm 1975, việc thay đổi thiết kế của Ngô Đình Diệm chỉ giới hạn ở việc đổi tên một số địa danh có từ thời Ngô Đình Diệm, nhưng các giáo xứ vẫn còn nguyên tên cũ, nên địa danh trong thiết kế của Ngô Đình Diệm và địa danh của chính quyền mới song song tồn tại cạnh tranh với nhau. Trong thiết kế của Ngô Đình Diệm, do chủ trương phân tán lãnh địa Công giáo La Mã nên xứ giáo xứ nào tập trung giáo dân theo giáo xứ đó. Trên quốc lộ 20 dù đậm màu sắc Cato La Mã vẫn chưa có một quảng trường tập trung đông người
hay một trung tâm hành trình hành hương lớn. Nay khi trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối được xây dựng ngay sát quốc lộ 20, chỉ cách quốc lộ vài phút đi bộ, từ tư duy công giáo hóa quốc lộ 20 quả là đã được tiếp nối. Trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối không có gì đáng nói ở đài Đức Mẹ trên núi, vốn được thấy rất nhiều ở quốc lộ 20, với diện tích sân chứa độ ngàn người. Mà điều là đáng nói là quảng trường chứa vài trăm ngàn người dưới chân núi, mục tiêu tập trung số người này càng nâng cao, nay đã vượt mức 100.000 và hướng tới con số nửa triệu người, sẽ được phân tích trong bài riêng. Các giám mục ngày nay đã thừa tiếp tư duy của Ngô Đình Diệm với thiết kế sao cho gắn quảng trường đó với quốc lộ 20, đưa yếu tố công giáo hóa quốc lộ 20 lên một tầng nấc mới. Nhìn vào bản đồ bố trí và thi công trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối hiện nay, chúng ta thấy rõ những tính toán đó. Thế độc đạo của trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối đã được phá bằng một con đường vành đai mới ủi, phong quang rộng lớn. Do đó từ quốc lộ 20 nay vào núi cuối không chỉ bằng một đường. Thế cô lập với quốc lộ 20 của trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối đã được thay đổi. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối trở nên gắn chặt với quốc lộ 20, vào khu giáo dân Ca Tô La Mã Gia Kiệm, không bằng nhiều đường. Có việc gì thì cũng không cô lập được. Có một vạt rừng cao su bên cạnh đường nhựa nối trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối với quốc lộ 20. Nếu thửa đất trồng cao su đó thuộc quyền sử dụng của tòa giám mục Xuân Lộc hoặc giáo xứ hay một hoặc nhiều giáo dân nào đó, thì chỉ cần chặt cao su đi thành bãi đất trống, thì đó thì có nghĩa quảng trường trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối sẽ có mặt tiền và quốc lộ 20 và có sức chứa mở rộng nửa triệu người, trở thành quảng trường lớn nhất Việt Nam. Thiết kế của Ngô Đình Diệm cấm các nhà thờ Ca Tô La Mã dọc quốc lộ 20 với mật độ dày đặc như đã thấy nay được nâng cao bằng một quảng trường Ca Tô La Mã hành lễ lộ thiên. Mà như tính toán như trên, mở rộng đến mức vĩ đại chưa từng có, trở thành một trung tâm tập trung tín đồ đạo Ca Tô La Mã lớn nhất cả nước và lớn hơn tất cả mọi quảng trường đã có ở Việt Nam. Cho dù trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất con số diện tích chỉ mười mấy hecta, thì vẫn không thể thay đổi được thiết kế có thể chưa đến nửa triệu người như trên. Vì khi ở diện tích lân cận thuộc quyền sử dụng đất của giáo dân địa phương, họ chỉ để đất trống và trồng cỏ, thì đâu có khó khăn gì để phần đất đó trở thành phần của quảng trường trong cuộc meeting nửa triệu người nếu cần. Ngay trong tên gọi trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối cũng đã có thiết kế ẩn, chơi chữ đa nghĩa, cách hiểu nào đó có lợi cho đạo Ca Tô La Mã thì vận dụng tùy trường hợp. Cách hiểu có lợi cho đạo Ca Tô La Mã trong quá trình xin phép thì đó là điểm hành hương trên núi như tượng Kitô Vua, núi nhỏ Vũng Tàu. Nhưng ở đây nói là núi mà thực ra là một quả đồi cao có lẽ chưa tới 100 mét, cỡ núi Châu Thới Bình Dương, như xe hơi lên đỉnh dễ hơn núi Châu Thới nhiều. Mặt bằng trên núi cuối có thể kể cả một nhà thờ, một hội trường có thể tập trung vài ngàn người. Hiện nay đạo Ca Tô La Mã vẫn thường xuyên hành lễ ở đó. Cách hiểu có lợi cho đạo Ca Tô La Mã trong hoạt động thực tế và về sau là một là chọn một khu vực rộng lớn dưới chân núi dùng như một quảng trường, mà ngọn núi cuối chỉ là một lễ đài tự nhiên. Thiết kế này đã được đưa vào sử dụng trong lễ đặt phiến đá đầu tiên xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối. Vì vậy gọi trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối là một kiểu chơi chữ, vì cái quan trọng là quảng trường dưới chân núi và diện tích mở rộng linh hoạt cũng như khả năng mặt tiền quốc lộ của nó. Nhập nhằng chơi chữ giữa trung tâm hành hương và quảng trường ở đây là không thỏa đáng. Thực chất đạo Ca Tô La Mã đang xây dựng ở núi cuối một quảng trường chứ không phải chỉ là một trung tâm hành hương. Không hiểu được đạo Ca Tô La Mã không nắm được lịch sử phương án mà Ngô Đình Diệm đã triển khai trên quốc lộ 20 thì sẽ không hiểu được thiết kế ẩn của trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối hiện nay. Họ tính ở đây cả yếu tố không gian lẫn thời gian. Đã là trung tâm hành hương
thì đó là nơi thu hút tín đồ cả nước. Số đông tín đồ có thể có mặt tại đó 24/7, 31 ngày trên một tháng, 365 ngày trên một năm. Đông đến bao nhiêu thì cũng như thánh lễ hàng ngày, không cần xin phép, không bị giới hạn. Còn về không gian thì như đã phân tích, nếu đất ở đó, quanh đó đều thuộc quyền sử dụng của giáo phận, giáo xứ, giáo dân, thì diện tích mở rộng là không hạn định, và càng mở rộng nó càng gắn với quốc lộ 20 và khu dân cư. Không gian được tính tới còn là yếu tố hậu cần, phục vụ tiện nghi và y tế. Hàng loạt giáo xứ ở Gia Kiệm ngay cạnh bên sẽ đảm bảo đảm nhiệm việc đó và cung ứng cho số lượng đến nửa triệu người. Từ trước đến nay hoạt động như thế phải đưa về La Vang, Quảng Trị, điều cách xa hai đầu đất nước. Đối với trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thì điểm tập trung ở giữa miền Đông Nam Bộ, đó là tâm điểm của một vòng tròn. Nếu bán kính là 200 km thì sẽ bao gồm trong đó các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi sân bay Long Thành đưa vào sử dụng thì đã sẵn cao tốc Long Thành Dầu Dây. Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai từ hơn 40 năm nay đã là điểm nóng tôn giáo của tỉnh Đồng Nai. Thì nay với trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi này, tính chất vấn đề sẽ được nâng cấp từ cấp độ tỉnh lên cấp độ khu vực và có thể đến cấp độ toàn quốc. Nói cấp độ toàn quốc là không cường điệu chút nào hết. Vị trí của trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi vượt xa trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Vị trí quyền lực của đạo Ca Tô La Mã sẽ diễn tiến như thế nào khi họ có thể tùy ý tập trung số lượng người không giới hạn, quy mô có thể vài trăm ngàn đến có thể nửa triệu người trên đất thánh hành hương. Trong thời gian cũng tùy ý, chuyện đó không phải dự kiến mà là đã khởi đầu với quy mô của lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Về cuộc lễ này sẽ có một bài phân tích riêng. Bây giờ có thể vẫn có kịp nếu phân biệt rõ quảng trường và trung tâm hành hương. Nếu chỉ là trung tâm hành hương với đài Đức Mẹ trên đỉnh núi thì đó chỉ là một trong thiết kế của ngôi đình Diệm cắm các nhà thờ tượng đài dọc các quốc lộ lớn miền Nam. Còn nếu là quảng trường sức chứa mở rộng linh hoạt, không giới hạn, quy mô có thể nửa triệu người thì đó là bước mở rộng và nâng cao thiết kế ngôi đình Diệm lên một tầng nấc cấp độ chưa từng có. Trong các bài viết trước, chúng ta đã phân tích đạo Ca Tô La Mã đang nằm vào mục tiêu khôi phục những gì họ đã mất từ năm 1975. Nhưng tới trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, kết quả nó vượt xa, rất xa mục tiêu đó. Chắc ngôi đình Diệm cũng không ngờ tư duy công giáo hóa quốc lộ 20 của ông đã phát triển đến mức như vậy. Khi áp lực của công giáo trên quốc lộ 20 không tính bằng đơn vị nhà thờ mà chuyển sang đơn vị quảng trường, áp lực cũng không khó để hình dung. Khi vài trăm ngàn cho đến nửa triệu người tập trung bên cạnh một quốc lộ thì người kiểm soát quốc lộ khi đó chính là người điều hành cuộc tập hợp đó. Trong những năm 1990, một lần đi Đà Lạt bằng quốc lộ 20 của tôi bị trở ngại vì người nằm trên quốc lộ. Bài viết của Minh Thạnh, nếu có phản hồi riêng thì xin liên hệ số điện thoại như thế này. Kính thưa quý vị, để làm một cái đề tài nó dài mà mình để nói là vấn đề này, lỡ mà có những con chiên ngu muội có tính tò mò thì sẽ nghiên cứu về cái giáo điều. Trước kia mình đã làm cái bài phần tín lý rồi, tới phần giáo lý, có nghĩa là giáo điều, hoặc là những cái vì sao có cái đạo Thiên Chúa, nếu không có tội tổ tâm này thì sẽ không có đạo Giê-xu. Các bạn nên nhớ điều này. Và rất nhiều thậm chí là chương 2 vì mặc khải mình sẽ giới thiệu đến với các bạn và mời các bạn chú ý lắng nghe, theo dõi những cái chương mình sẽ làm tiếp theo đây để hiểu thêm phần nào về tại sao chúng bọn nó ngu muội, gọi là ngu muội, hay còn gọi là kẻ cuồng tín, hay gọi là kẻ có đầu mà không có não.
Xin thành thật tri ân quý vị các bạn. Xin mời quý vị các bạn đón xem clip sau.